Chào các bạn, ngày hôm nay công nghệ thực phẩm HTH chúng tôi sẽ review chúng ta một cái máy xay giò. Máy này là máy xay điện 220, không biến tần. Máy này công suất motor của nó là motor 3 kW, motor 3 cái điện 220. Đây là motor dây đồng nhá, 3 kW. Máy hoàn toàn bằng inox. Chúng ta thử kiểm tra xem là kích thước. Chiều cao là 70 phân nhé. Khung chữ A. Chiều rộng là 40. Chúng ta 30. Kích thước là 30. Kích thước chiều cao của lòng cối là bao nhiêu? 16, 30, 16, dao 3 cạnh, cái này có thể chứa được khoảng 5 cân thịt, rất thoải mái nhé. Ta thử vận hành xem, trang bị chúng ta cái ổ cắm vào một nguồn điện 220 và bật áp. Dao quay tắt đi. Ta thấy rằng là vận tốc dao rất tốt. Nó trang bị cho chúng ta cái áp ở ngay cái khung, cho nên vận hành rất dễ dàng. Nó giúp cho ta cái hộp để bỏ nước đá, bỏ đá vào đây để giữ lạnh. Máy này cũng đang được rất nhiều người ưa chuộng, phân phối tại HTH ấy. Nếu chúng ta có nhu cầu thì chúng ta có thể liên hệ số điện thoại tôi để trên màn hình